Diệu Nhi, Anh Tú công khai phát cẩu lương trước thềm đám cưới. Diệu Nhi, Anh Tú là một trong những cặp đôi hot nhất tháng 10 bởi họ sắp tổ chức đám cưới sau 7 năm yêu đương ngọt ngào. Trước thềm hôn lễ diễn viên, cặp đôi chăm chỉ phát cẩu lương khiến khán giả phải ganh tị vì quá tình tứ và đáng yêu. Hiện tại, Diệu Nhi và Anh Tú đã có mặt tại Phan Thiết để chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào ngày 10 tháng 10 tới đây. Cặp đôi thoải mái xuất hiện vui vẻ bên nhau và được khá nhiều khán giả ghi lại. Có thể thấy vợ chồng diễn viên nắm tay tình tứ khi đi dạo phố và mua sắm. Anh Tú còn ân cần nắm chặt tay khi dắt Diệu Nhi sang đường. Khán giả được dịp phấn khích vì đây là lần đầu tiên cả hai công khai nắm tay nhau sau khoảng thời gian dài kiến tiếng. Không chỉ vậy, khán giả còn bắt gặp khoảnh khắc Diệu Nhi, Anh Tú cùng nhau ngồi trực thăng để đi ngắm những cảnh đẹp ở nơi đây. Khi bước xuống từ trực thăng, Anh Tú còn chu đáo bước xuống trước và đứng chờ để nắm tay Diệu Nhi, giúp cô dễ dàng di chuyển hơn. Nhưng những hành động chăm sóc ân cần của Anh Tú dành cho Diệu Nhi cũng đủ hiểu tình cảm của anh đối với bà xã nhiều như thế nào. Được biết, ngày 3 tháng 10 cũng chính là sinh nhật tuổi 29 của Anh Tú. Diệu Nhi đã tổ chức một buổi tiệc mừng tuổi mới bất ngờ dành cho chồng. Nữ diễn viên mang đến một chiếc bánh kem có dòng chữ "Ngày của anh" để Anh Tú cầu nguyện và thổi nến. Ông xã Diệu Nhi vô cùng hạnh phúc và còn chụp ảnh với chiếc bánh kem do vợ tặng để khoe lên trang cá nhân. Đám cưới của Diệu Nhi, Anh Tú sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 10 sắp tới tại một resort sang trọng, đẳng cấp tại Phan Thiết. Khách mời của cặp đôi toàn là những nghệ sĩ đình đám V-Biz như Trấn Thành, Trường Giang, Nhã Phương, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Thu Trang, Tiến Luật, Minh Hằng, Ninh Dương, Lan Ngọc, Ngọc Trinh, Sam, Isaac, Ngô Kiến Huy, vân vân. Khán giả được dịp trầm trồ và thích thú khi Diệu Nhi và Anh Tú công khai phát cẩu lương trước thềm đám cưới. Hiện tại, mọi người đều mong chờ ngày trọng đại của cặp đôi được diễn ra.